Khương kiểm tra mẫu sao phạt mới Icon Uber 2024 và mình là Go 240 Migo này Migo bình thường nha, giá bình thường Migo thấp tiền. Kiểm tra thử chắc ngâm cái con sao phạt này như thế nào. Con này thì tôi thấy lấy nhạc thì đang hay rồi đó, và để con khác thì kiểm tra âm thanh cái nữa. Nhạc nó đang chỉnh có 3 giờ nè, mà rất là to nha. Âm lượng nhạc hái trộm qua rừng tết một đoạn, sáng tác Trương Hoàng Xuân. Hái trộm hoa rừng về chào một người ngày xưa anh đã theo Khương thấy cái con này thì cái chất âm ra cũng tạm ổn, nhạc thì rất là ok. Hiện tại Khương đang chỉnh giọng chép của Khương 3 giờ nè, giọng bass Khương đang chỉnh 2 giờ ha, Khương đang chỉnh ví dụ như vậy. Rồi âm lượng tổng Khương đang để 90 ha, âm lượng bích Khương đang để 90 ha, vì cái dòng này nó micro nó không được cao tiền lắm thì chúng ta chỉnh hơi cao hát cho nó nhẹ nha. Tùy theo dòng micro chúng ta tìm trên mạng mua micro thấp tiền cao tiền gì đó, nhưng mà tóm lại Khương đánh giá cái sản phẩm này á là tầm trung, hợp túi tiền của khách, vì tầm trung nó giá nó không có cao, tầm 1 triệu hơn thôi một bộ thôi, nên anh chị em có điều kiện thì tìm những nơi nào gần nhất mua cái bộ này cũng ok luôn, thì giá nó hợp túi tiền của mình. Và chất âm nó ra thì để Khương tắt video, Khương kiểm tra lại một quận nữa ha. Các anh chị em nào tìm những nơi nào gần nhất mua cái mẫu sao kẹt này mới nhất cuối năm 2023 nha. Để Khương thử mấy cái nút này như thế nào. Cái này mấy cái này hiệu ứng nữa nha. Chúng ta mở nguồn, chúng ta mặc định KTV hát luôn nha. Rồi Khương tắt video, Khương kiểm tra âm thanh. Tăng nhạc lên nè, tăng vang sẵn nè, tăng nhạc 70-80 lên.